Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin phim Hương vị tình thân tập 15. Long nhờ Phương Nam gọi bà Dần là mẹ để có thể đưa bà về nhà, em trai của Long tỏ ra quan tâm Khánh Thi. Tối qua tiếp tục những tình tiết gay cấn khi Phương Nam liên tục bị bọn xã hội đen quấy rối ở công trường rồi tìm đến tận nhà. Với khoản nợ hơn 1 tỷ mà bà Bích để lại, cuộc sống của Nam sẽ không thể yên ổn. Chúng còn canh chừng ở nhà đến tận nơi đòi nợ rồi sàm sỡ cô. Trong khi ông Sinh vẫn âm thầm theo sát con gái nên ông đứng ngoài cổng nhà đã hô hoán cướp giải vây cho Nam. Ông còn lẻn vào nhà thắp nhang cho ông Tuấn. Ở một diễn biến khác thì bà Dần sau khi ở chùa nhìn thấy Phương Nam giống người con gái đã mất của bà nên trở nên lú lẫn, bỏ nhà đi khiến gia đình ông Khang hốt hoảng đi tìm. Bà Xuân bị chồng mắng khi trông nom mẹ cẩn thận. Bà Dần lại tìm đến chùa thì gặp lại Phương Nam, cô cũng đến nhờ sư thầy cầu siêu cho bố. Gặp lại Nam, bà Dần cứ gọi là con gái khiến Nam thấy khó hiểu, nhưng cô cũng nhận ra bà đang không được minh mẫn. Tình tiết vì để cho bọn giang hồ đến gây rối ở cổng trường nên Nam bị Long gọi lên khiển trách. Tiếp tục có những tình tiết thú vị khi Long tìm được bà nội ở chùa. Trong lúc bà đang đứng nói chuyện với Phương Nam, Long đã nhờ Nam gọi bà Dần là mẹ để bà vui vẻ theo về nhà. Nhưng về đến trước cổng thì bà đột nhiên tỉnh ra bảo Nam thì cháu là ai, trông cháu quen quen. Lúc đấy thì cả Nam và Long ngớ người. Trong một diễn biến khác thì Khánh Thi đến nhà Long chơi và vào bếp nấu nướng bị bỏng nên em trai của Long cầm tay Thi thoa vết thương. Đúng lúc này mẹ Khánh Thi nhìn thấy tỏ vẻ đắc ý, còn Thi thì vừa bối rối vừa thể hiện gương mặt hả hê. Bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.